Đây nha mọi người nè, đối diện quán Xích Lô. Đây có tiệm đồ câu nha mọi người. Ai có ghé ở đây bên đây câu cá thì ghé ngay chỗ này mua nha mọi người. À. Đây có bán dế, bán chuồng đủ thứ luôn nha. Mập. Ế luôn mày. Có gà nè, quà tre mọc, bắt đây, bắt cái con khỉ làm gì dễ dí bắt rồi không à. Đây bán chơi được, mua được như đây dế. Đây nha mọi người, đây mình đang tới cái điểm câu nè, nó cũng có người đang câu rồi đó, đang trong cái chụp chấm nay thấy cũng vắng tại dịch đó rồi. Ít người câu chứ thường chủ nhật ở đây là đông lắm luôn á, nay nó cũng ít người. À, đây đường lên dốc cầu vượt ngay đường chánh nha mọi người. Đó. Nay hầu như không thấy có người câu luôn. Đó, giờ đây nha mọi người, đường vô nè. Câu cá tra cá trôi rồi nha mọi người, có phi luôn. Đó. Câu khá rộng thì bên đường tránh bên cần vượt nha mọi người. Đó. Mới xuống cần nãy chưa thấy cá ăn nha. Tao bên kia đặt cá hay gì ta? Thấy không? Hai tay bên đặt cá hay gì á? Không biết có không ta, mấy cái lũ luôn. Bà với ai có ai đâu quýnh ở nhà mấy người. À, bên đây là cái chùa nè, đây nó có cái chùa nhỏ, cái chùa này thấy không có ai, thấy có người ở dữ rồi chứ không có thấy khách đầu vô vậy. Đó, 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 đó. Cái cây nó mới dùng nó mọc cái đỏ nè, thấy như nó mới giật hay gì á. Chuồng chuồng cái ơi là cọc kéo rồi chứ. À, điểm này khá im nha mọi người. Hôm nay nói chung là thứ bảy cũng ít người, thứ chủ nhật á, ngày mai là bắt đầu rồi rất đông nha mọi người nè, ngày mai ở đây là rất là đông người câu luôn. Câu khá đẹp, ở bên đó cũng có người đang ngồi câu bên đó đó, đó. Khá im luôn. Hôm nay mình quýnh tiếp tục cắm Quỳnh Khoa nha mọi người. À. Đó. Quỳnh Khoa nè. Cá Quỳnh Khoa mình quýnh chỗ này là chỗ thứ ba rồi đó, mà chưa thấy cái cá ăn nha mọi người. Đó. Mình nhớ trộn nè. Chứ mình không có trộn nha mọi người nè. Trộn nè. Con màu trùng với cám nha mọi người, có phi với cái cha trôi rồi nãy chưa thấy cái ăn luôn đó. Trời ơi, cá Bình Khoa anh câu ba chỗ chưa thấy con cá nào ăn, anh câu thì khá im mà đẹp luôn mọi người nè. Đó, đây nằm bên đường tránh Cần Vuột nha mọi người, đường tránh Cần Vuột. Đó, cậu khá im luôn mà chưa thấy cá ăn. Đó, chỗ này thì câu mà nó khá mát nè, đây nó có cái rừng tràm nè, câu mát luôn nè.
cá mày ơi. Cá xét cá mà dính cá phải chụp quá luôn. Chụp quá nữa luôn, hay thiệt. Thì chụp quá luôn. Quá hay. Con này chắc nửa ký hả? Tập thờ khác. Trời ơi, mập con này để cho mập kéo luôn. Quá khỏe. Chưa. Ba lửa luôn. Ờ, thấy chưa? Ta thở có khác. Trời ơi. Câu này sáng tới giật nước gì. Ờ, mày làm không có. Mày làm không có mập đó. Thấy đây cậu với cá bự này chưa? Tại người ta hả cám chứ ông nội. Đây. Mới lên con ở phì à. Đây con nữa nè. Cũng được, con này cũng cỡ cỡ mấy con với nhau à. Nó mập. Con cá nó mới bự. Sách vỏ cá đông rồi đéo có đầu đựng cá hả? Không. Nó chuyên nghiệp lắm, vỏ cá đông rồi đéo có đầu đựng cá. Chưa. Ủa nó lâu dữ ta, đâu nó mạnh mày. Dính gì vậy ta? Sao nó dính không? Ủa. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đéo biết gì luôn nha. Thấy gì là lôi. Ủa giò dính rồi không giật mạnh cái. Ủa cái gì sao nó thấy nó bự vậy? Cá lóc. Cá lóc. Thấy rồi, thấy không? Đó chạy nữa lên cá lóc. lấy cái giỏ rồi, đừng mập giỏ rồi. Chạy đâu nữa. Lên hàng. Muốn nước cái lưỡi luôn. Cái lóc mà nó vậy, cái lóc nó cái miệng bự mà nó nuốt sâu lắm. Cái lóc miệng như lồm. Ăn chà bá luôn á. Thấy không? Kéo lại cái ấy vào đó luôn. À con lóc này ơi, con lóc này cỡ con cái lóc hồi bữa câu ngoài đó ta. Cỡ à. Cái lóc hồi qua chiên cơm đó, cỡ luôn á. Tiếp tục con cá lóc nào mọi người. Câu tay mà dính cá lóc luôn, ghê chứ. À, con cá lóc con. Đó. Nãy ông nói đụng mẹ đem cái chẻo qua luôn. Cái gì? cái rô lóc hoa rô lóc cho cỡ này quá má trẻ đó, thấy không tí cái con lóc. Nó cứ đó má cà phê chụp quá đó. Cái nãy đem cái trẻ qua mình trẻ con đó là vừa luôn á, áo vòng nó không đéo đi đâu, tại ngay đây có cái bầy con nó ở đó, nó mới đẻ con xíu má con phi bự không cứ sợ quần đéo đi đó, thấy không. Đây nha mọi người, đây khu cách ly tập trung ở cái ruột nha mọi người, đó ly tập trung
đây đang trong dịch hồi nọ, đây đang có người bị dính dịch đó.